Xin chào tất cả anh em đang theo dõi kênh và các thành viên của Clan K9. Sau gần một tuần tuyển quân, mình không ngờ rằng có tới 4 nhánh clan của mình đều đã đầy đủ các thành viên. Có một vài vị trí trống là mình dùng để chuyển đổi các thành viên giữa các clan thôi. Còn lại mình không thể nào tin được, bởi vì dự định ban đầu của mình chỉ có 2 nhánh clan thôi, nhưng bây giờ đã lên tới 4 nhánh đầy rồi. Và mình đã phải tạo ra một nhánh thứ 5 để dự trù nếu như còn tiếp tục các anh em tham gia. Mình rất là vui anh em ạ. Vì vậy mình đã tạo ra một cái thử thách nho nhỏ thôi để chúc mừng các clan của K9 được thành lập. Anh em có thể truy cập vào phần mô tả và bình luận ghim sẽ có phần link dẫn đến cái thử thách này của mình. Đầu tiên là thử thách này là thử thách mở. Tất cả những anh em theo dõi kênh của mình và các thành viên K9 đều có thể tham gia. Và mình sẽ hứa tạo một cái riêng cho clan K9 về sau nhé. Và vào tối ngày hôm nay, mùng 6 tháng 8, chúng ta sẽ có một đợt giao lưu giữa các nhánh clan với nhau để cọ sát giữa các thành viên, xem anh em trình độ đến đâu. Thực ra nói trình độ thì nó hơi quá, bởi vì các thành viên trong clan của mình ấy, nó không phải là đỉnh cao của cái server này, nhưng nó là những anh em tâm huyết, những anh em nhiệt huyết tham gia cùng với mình. Cho nên mình rất là mong anh em có thể cùng nhau đấu đá một chút để xem nhánh nào là nhánh đang có cái chất lượng ổn áp nhất, đúng không anh em? Thôi bỏ qua vấn đề đấy đi, tập trung vào cái thử thách này nào. Đây là thử thách mở, bắt đầu từ 7 giờ tối vào ngày 6 tháng 8, kết thúc vào 7 giờ tối ngày 11 tháng 8 nha anh em. Và thông tin thì vẫn là kinh nghiệm chiến đấu thôi, kinh nghiệm gốc mà anh em kiếm được ở bảng 2 và trung bình nhá. Trung bình 9 trận đấu tốt nhất, anh em bắn bao nhiêu trận cũng được nhá. Thì 9 trận đấu tốt nhất cái trang web này sẽ lấy ra và chia trung bình. Được rồi. Về cái thông tin và những chiếc xe tăng anh em được tham gia vào thử thách này là từ cấp 6 cho đến cấp 10. Và mình xin lỗi nha anh em, có chiếc T-34-85M mình bắt buộc phải loại chiếc xe ra. Bởi vì các thử thách về trước, chiếc T-34-85M này chính là con gà đẻ trứng vàng để anh em chạy cái thử thách này. Cho nên mình rất là muốn bỏ nó ra một chút, không anh em lại spam chiếc xe này mất. Được rồi, về phần thưởng thì nó khá là ít thôi, nó không nhiều, chỉ có 9.000 vàng thôi. Mình muốn chúc mừng một chút, gọi là nho nhỏ tấm lòng của mình. Anh em có lòng thì mình cũng có dạ. Thì chờ đợt sau nhá, chờ đợt sau thì mình tích được nhiều vàng, mình sẽ tổ chức nhiều giải thưởng hơn. Thì vị trí thứ 1 cho đến thứ 5 là 900 vàng, thứ 6 đến 10 là 500 vàng và 11 đến 20 là 200 vàng. Hy vọng anh em có thể tham gia, một chút quà động viên thôi. Được rồi, anh em có thể tham gia đăng nhập vào cái trang web này, bởi vì đây là trang web chính thức của Gaming. Anh em không sợ bị mất tài khoản đâu. Nếu mà mất đấy, anh em hãy đè đầu công ra và chửi nhá. Được rồi, bây giờ về gara để chơi chiếc xe tăng của mình ngày hôm nay nào. Mới tuần trước, Gaming đã mở bán lại chiếc STRVK tăng vàng cấp 9 đầu tiên trong game. Tại sao mình lại nói như vậy? Những chiếc xe tăng khác như là Concept 1B, K91, AE hay là 77, họ cũng có tên màu vàng, màu da cam mà. Nếu như anh em để ý thì vào phần nghiên cứu, nó không hề có thêm bạc sau mỗi trận. Nhưng chiếc STRVK vào cuối năm ngoái, Gaming đã giới thiệu nó thêm bạc sau mỗi trận và trái phiếu khả năng kiếm được. Cộng đồng bên nước bạn ấy thì đã xét chiếc STRVK này là xe tăng vàng. Còn những chiếc AE Concept thì nó xếp là tăng thưởng anh em ạ, reward. Lưu ý cho mình nhá. Được rồi, về chiếc STRVK này, Gaming đã từng nói sẽ không chế tạo hay thêm những chiếc xe tăng vàng cấp 9, cấp 10, bởi nó sẽ làm mất đi giá trị của những chiếc xe tăng vàng cấp 8. Cuối cùng, chúng ta nhận được là gì? STRVK có hệ số kiếm bạc chỉ ngang tầm với đám cấp 7, cấp 8 thôi. Trong khi đó, tiền đạn, tiền sửa xe nó đắt như cấp 9, cấp 10 vậy. Cho nên, nhiều anh em ấy nhận được chiếc STRVK này cũng đã hơi cảm thấy thất vọng một chút và chỉ dùng nó để cày kíp lái cũng như là trái phiếu thôi. Mà cày kíp lái cũng không xong. Tại sao vậy như vậy? Bởi vì STRVK là chiếc xe được kết hợp với ban nhạc Sabaton, cho nên kíp lái của nó tận 5 người, trong khi đó nhánh Caravan chỉ có 3 người mà thôi. Nói chung thì có ban nhạc Sabaton thì cũng gọi là chiến đấu nó đỉnh hơn một chút đấy. Họ sẽ vào hát cho chúng ta, họ sẽ nói bằng tiếng của họ và có camo 3D hào khí chiến tranh. Nó đứng trên cái cối xay gió này là mình liên tưởng đến Don Quixote anh em ạ. Được rồi, chiếc STRVK là sự kết hợp của tháp pháo và hỏa lực của Centurion, còn phần thân là chiếc Emu 2. Về đồ chơi thì mình mang cho nó cái thông nòng, litho và ổn định dọc. Thông nòng với lại ổn định dọc thì cũng dễ hiểu thôi, nhưng tại sao mình lại mang litho? Tốc độ tối đa của nó chỉ có 40 km/h thôi và khả năng tăng tốc và duy trì tốc độ của nó ấy. Anh em biết tăng hạng nặng của bọn Thụy Điển ấy, nó có tốc độ tối đa cao đúng không? Nhưng tốc độ duy trì chỉ bằng 70-80% thôi, càng địa hình lớn mà. Cho nên chúng ta nên mang litho để có cái tốc độ tối đa tốt nhất nhé. Rồi, bây giờ hãy cùng mình chơi chiếc STRVK nào. Đó chính là bài Steel Commander của ban nhạc Sabaton được lồng vào thành nhạc game khi chúng ta mang camo 3D hào khí chiến tranh trên chiếc STRVK.
và một hiệu ứng hào quang chiếu từ trên trời xuống. Đây là một trong những camo 3D mà mình coi là đẹp nhất cái game này. Cùng với kíp lái là ban nhạc Sabaton, thì khi mà chúng ta chiến đấu, chúng ta sẽ được nghe tiếng của chỉ huy là trưởng ban nhạc đấy. Nó sẽ tăng thêm 200% tinh thần chiến đấu anh em ạ. Wow. Nói thật thì hồi xưa mình cày marathon chiếc xe này ấy, rất là nhiều. Có một buổi stream mà mình chơi 6 tiếng liên tục chỉ để cố gắng lấy chiếc STVK này. Anh em thấy đấy, đôi khi những cái thứ mà nó đặc biệt trên một chiếc xe nào đó, chúng ta sẽ lấy cho nó bằng được, dù chiếc xe đấy nó có tốt hay không. Bởi vì đây là lần thứ 2 mà ban nhạc Sabaton kết hợp với game World của chúng ta. 13105 đang chạy giữa đồng này. Ơ ngon. Một phát vừa di chuyển vừa bắn trúng chiếc STVK. Và cái giá mà mình phải trả khi mà chạy ngang như vậy, đã bị chiếc TBB đứng ở vùng trung tâm tạt mình hai viên đạn và hỏng thùng đạn. May mà không nổ đấy. Nhưng mà mình cũng không nghĩ rằng là khi mà mình chạy ở cái đoạn này mà bị lộ sớm vậy đâu. Bởi vì mình cứ nghĩ rằng tăng hạng nhẹ bên địch sẽ tìm một cái vị trí nào để cắm, chứ không phải là chạy như vậy. Và cuối cùng 105 bên đội địch đã phải trả cái giá khá là đắt. Anh ta chạy giữa đồng và bị pháo trung tăng bên mình focus. Được rồi, quay trở lại với chiếc STVK này nào. Đáng lẽ mình có thể so sánh nó với chiếc EMU 2, nhưng do chiếc STVK này không có băng đạn. Đúng vậy, nó là xe tăng bắn từng viên. Và chiếc EMU 2 lại là chiếc xe tăng băng đạn 3 viên, mỗi viên 440 sát thương. Thế là mình không so sánh được. Mình muốn so sánh lại với chiếc Conquero, cái đất nước mà chiếc STVK này kết hợp. Chiếc Conquero khẩu pháo 120mm, có sát thương 400, và thời gian nạp đạn của nó lại nhanh hơn so với chiếc STVK sử dụng khẩu pháo 105 với 390 sát thương. Mình cảm thấy hơi khó hiểu một chút. Rõ ràng chiếc STVK này không có bộ giáp tốt nhất rồi. Mình cũng đã không đi cánh 89 rồi anh em ạ. Bởi vì phần giáp này là phần giáp của chiếc EMU 2. Đằng trước chỉ có 90mm thôi, cả cái giáp nó vát nghiêng hay là mũi nhọn. Đấy, mũi giáo như là chiếc IS-7 đi nữa thì hiệu quả của nó cũng không trên được 200mm. Bị kẻ địch đục rất là rát. Thành ra mình phải sử dụng cái điểm mạnh của chiếc STVK này, chính là cooldown. Bởi vì cái tháp pháo là tháp pháo của chiếc Centurion, và mình tin rằng đây là tháp pháo của chiếc Sen-7. Độ dày của nó lên tới 254mm ở đằng trước, xung quanh phần mallet có thể lên tới 270. Như vậy cũng chưa chắc đã đủ để chúng ta chơi ở vòng cấp 9, cấp 10 đâu. Những kẻ địch ở cấp 9, cấp 10 bây giờ họ cũng đã có cái độ xuyên cao rồi, đạn vàng cũng bay nhan nhản rồi. Thì chắc chắn rằng khi chúng ta chơi cooldown thì hạn chế chơi đối mặt với những pháo trúng tăng hay là tăng hạng nặng máu mặt nhé. Chúng ta hãy đi tìm những cái mô đất để tăng hiệu quả phần giáp tháp pháo lên. Được rồi, mình đang đi cánh 1-2. Cái cánh này có khá là nhiều những cái mô đất để chúng ta chơi cái chiến thuật đấy. Ai chật chà, pháo chúng ta bên địch đứng ở cánh 1-2 hơi bị nhiều luôn. T95 bên mình đang đẩy lên rồi, cho nên mình đang rất là muốn yểm trợ cho anh ta. Ban đầu mình đứng lại ở vị trí G1 ấy, là mình không muốn tấn công đâu. Bởi vì chưa có ai đi làm cái mũi giáo tấn công để che chắn cho mình cả. Cho nên bây giờ khi mà T95 đã lết được lên cánh 1-2 rồi, thì đó là cái lúc mà mình sẽ tấn công cùng với chiếc T95. Tiến lên nào. Có ban nhạc Sabaton đi cùng rồi, không sợ gì cả. Quay trở lại cái vấn đề mà mình đang nói là so sánh với chiếc Conquero hay chiếc M103 đi, đều có sát thương khoảng 390 và 400. Nhưng chúng ta không thể nào làm đạn nhanh bằng họ được, mà giáp của chúng ta cũng chưa chắc đã bằng họ. Đó là điều mà chiếc STVK này thua thiệt hơn so với những chiếc xe tăng trong sơ đồ công nghệ. Nói thật là mình cũng dễ hiểu khi mà Warming hơi tất tay một chút. Họ phá lệ, họ làm một chiếc xe tăng vàng cấp 9. Họ không muốn nó quá khỏe để khiến dân tình chửi và khiến cho những chiếc xe tăng vàng cấp 8 của họ mất đi vị thế, không bán được hàng nữa. Và cuối cùng chúng ta nhận được là gì? STVK này kiếm tiền chủ yếu là việc mua camo 3D mà thôi. Họ kiếm rất ít tiền khi mà người chơi bỏ tiền ra mua cái giai đoạn để kiếm chiếc STVK này về. Kết cục chưa đầy 1 năm, chiếc STVK mở bán 2 lần. Anh em không nghe nhầm đâu. Từ cái marathon đầu tiên là chiếc Pro 46, marathon đầu tiên chơi 10 stack ấy, chơi cái giai đoạn ấy, hai giai đoạn ấy, thì Pro 46 mãi 1 năm sau mới mở bán lại. Bởi vì nó quá ngon, quá khỏe, quá tốt với một chiếc xe tăng hạng trung cấp 8. Nhưng chiếc STVK này doanh thu rất là tệ, rất là kém, đến nỗi mà phải bán 2 lần liên tục anh em ạ, 2 lần liên tục trong 1 năm. Anh em mới thấy chiếc xe này nó thất sủng như thế nào. Và chiếc WZ14 đầu năm 2022 cũng chuẩn bị có cái số phận tương tự như vậy, khi mà doanh thu nó còn kém hơn.
Rồi, mình đang tấn công vị trí của chiếc 183 cùng với chiếc T95. Khả năng cao anh ta vừa bắn rồi nhưng hình như không gây sát thương được nhiều cho chiếc T95. Ngon luôn, tiêu diệt chiếc 183. Trận đấu này thì mình cũng đẩy nhanh cùng đồng đội, trong khi đó ông Manticore bên mình thì chẳng thấy đi soi mấy, bực thật đấy. Hay quá, một phát đạn ngắm rất nhanh vào chiếc TB. Anh ta đang cố gắng chạy thoát rồi. Tấn công nào. Mình nhớ không nhầm thì đầu trận đấu mình có bắn bù trúng chiếc TVB một viên đấy. Ồ, cảm đất kìa. Mình cũng không bao giờ mình tin tưởng cái độ chính xác của đám Thụy Điển đâu, dù đây là nòng pháo của đám Anh nha anh em. Đây là nòng pháo của đám Anh, tháp pháo của đám Anh, nhưng đạn bay là đạn Thụy Điển anh em ạ. Mình chưa bao giờ tin tưởng cái đường đạn của bọn Thụy Điển. Chỉ tin tưởng mỗi đạn Anh, đạn Mỹ thôi. Đôi lúc thì có tin tưởng thêm đạn của đám Liên Xô nữa khi mà nó chơi theo kiểu RNG với Stalinium độ. Đó, anh em thấy đấy, nhạc nền lại nổi lên rồi, lại căng rồi. Công nhận mình thích nghe cái nhạc nền này mỗi lần chơi lại chiếc SRVK. Chia sẻ thật đấy, là mình không chơi chiếc SRVK nhiều đâu. Mình chỉ lấy nó về để sưu tầm thôi, bởi vì cái hiệu suất chiến đấu của nó không cao. Mình cũng cảm thấy nó hơi thọt một chút. Nếu mà mình cày bạc hoặc là cày kíp lái ấy, thì mình sẽ lấy xe tăng vàng cấp 8. Chứ nếu mà chơi cấp 9 ấy, đôi khi mình sẽ phải sử dụng đạn vàng khá là nhiều. Nhưng với cấp 8, mình có thể sẽ chỉ đấu nhau với cấp 7 hoặc là xe cùng cấp thôi. Một vài lần thì có thể chơi với đám cấp 9, cấp 10. Thì lúc đấy chúng ta mới sử dụng đạn vàng, nhưng SRVK sử dụng đạn vàng cực kỳ nhiều. Rồi, sang trận đấu tiếp theo nào. Khi chơi chiếc SRVK này ấy, mình tưởng tượng mình đang chơi chiếc Sen 7 không có đạn HES, tốc độ tối đa bị giảm và không có phần giáp thân anh em ạ. Mình nói thật là mình chỉ chơi như thế thôi, chứ đôi khi mình không tưởng tượng chơi chiếc SRVK này như là tăng hạng nặng đâu. Tất nhiên mình vẫn đến những vị trí giao tranh ở tiền tuyến như là đồi núi hay mô đất, đặc biệt là ở bản đồ Empire Border chiếm vị trí G2 là một trong những vị trí quan trọng để chúng ta chơi Hundao. Mình mang nitro cho nên tốc độ của nó cũng chạm được 4 năm khá là nhanh, nhưng cái việc mà duy trì ở đường bằng ấy, chúng ta mất rất nhiều thời gian, chỉ khoảng 35 km/h thôi. Anh em chắc chắn nên mang nitro nhá thì mới có thể đi được như tăng hạng chung. Rồi, đến vị trí G2 nào, hạ nòng trừ 10. Nếu như mà chiếc xe này nó đổi lại một chút đi, mình nói thật nhá, nó đổi lại một chút đi, cũng là sự kết hợp của Anh và Thụy Điển. Anh em nghĩ sao nếu chúng ta chơi tháp pháo của EMU2 hay là Caravan và thân của chiếc xe 7? Một phát đạn khá tốt vào chiếc Conquero. Thế phát đạn nữa được không? Rồi, E75 đang tấn công rồi. Anh ta đến một cái tảng đá trước mặt mình, đục chán. Không được, đạn bay hơi cao một chút. Phát đạn đấy mình có thể đục chán được chiếc E75 nhá. Bây giờ chiếc Conquero đang cố gắng chiếm lại vị trí quan trọng G2, nhưng mình đang chiếm thế thượng phong rồi, mình sẽ không cho anh ta tấn công đâu. Ngon luôn. Anh ta cũng chưa có thể bắn xuyên được tháp pháo của mình với đạn thường. Anh ta cần phải ngắm vào cục U hoặc là điểm yếu như là phần cổ. VK168. Một phát đạn bắn khá tốt vào cục U trước VK. Chỉ được 326 sát thương thôi. Dễ hiểu mà, sát thương trung bình chỉ có 390 thôi, cho nên đôi khi nảy thiệt hại cũng hơi kém. Mình chơi chiếc STVK này chủ yếu là nghe nhạc lên, nhưng anh em phải có camo 3D nhá. Nếu anh em không có camo 3D thì sẽ không có nhạc lên đâu. Ngoài ra thì được nghe tiếng ban nhạc sau 3 tuần nữa thì nó cũng khá là hay, cũng tinh thần chiến tranh lên cao. Hạ nòng bắn kẻ địch nào. E75. Đục chán. Không được rồi, đẩy đạn. Hơi đen. Trước mặt mình tận 4 người. Mình sẽ từ từ hun down với kẻ địch thôi, không việc gì phải vội cả. Cục U. Không được, một phát ngắm hơi tệ của mình. Mình đã nắc đầu, hơi ngao ngán một chút. Cần phải bắn lại ngay. Quay trở lại cái vấn đề mình nói ở đầu trận đấu này nhá. Anh em nghĩ sao nếu chiếc STVK này là sự kết hợp của tháp pháo EMU2 và thân của Sen 7, thay vì là tháp pháo của Sen và thân của EMU? Chúng ta sẽ có băng đạn đúng không? Chúng ta sẽ có băng đạn 3 viên giống EMU2. Rồi thì phần thân của Sen 7 nó cũng hơi vắt nghiêng ở đằng trước một chút, thì chúng ta chơi Hundao nó sẽ dễ hơn. Thay vì cái phần thân mũi giáo như thế này, mình nói thật nhá, phần thân mũi giáo này đôi khi chơi Hundao ấy cũng có thể bị kẻ địch đục, bởi vì cái gầm nó bị vát lên mà, cái gầm nó bị nhô lên một chút. Ê, nghe ông trưởng ban nhạc Sabaton nói hay phết anh em ạ. 168 đang tấn công. Rồi, anh ta bắn xuyên mình rồi. Kết liễu anh ta được không? Hay, Tiger 2 vừa yểm trợ mình. Thực ra là mình nạp đạn nhanh hơn anh ta đấy. Nhạc hay quá anh em ạ. Mình muốn chia sẻ lại với anh em, bởi vì hồi xưa mình làm video ấy, thì cái video đấy không có camo 3D.
Thì bây giờ mình làm lại video thì có nhạc nền tăng phần kịch tính cho trận đấu. Thêm phát nữa đục chán chiếc E75, mỗi tội lấy thiệt hại vẫn hơi thấp nhé. Yeah. Giá như khẩu pháo này thay là khẩu pháo 120 của chiếc Conquero thì sát thương nó sẽ ngon hơn nhiều, 400 sát thương. Chứ 390 mà như thế này, nạp đạn lại tận gần 12 giây cơ bản. Hay quá, E75 đã mắc sai lầm. Mình đang cố gắng tiêu diệt chiếc E75 nhanh chóng. Lên nhạc. Lên nhạc. Không được rồi. Một phát bắn vào gầm của chiếc E75, góc bắn của mình hơi tệ, bắn từ trên xuống cho nên gầm của chiếc E75 đã hiệu quả hơn. Anh ta chạy thoát mất rồi. Hay, Tiger 2 không để cho chiếc E75 chạy thoát và một phát đục phần trán chiếc Conquero. Anh ta đứng hơi tệ một chút khi mà bị kênh xe và tác pháo của anh ta kém hiệu quả. Anh ta vừa bắn rồi. Cơ hội của mình. Ngắm vào gầm nào. Vẫn chưa tiêu diệt được chiếc Conquero. Trong khi đó, anh ta chỉ còn 386 sát thương mà thôi. Đáng lẽ phát vừa rồi mình có thể kết liễu được anh ta nhưng không, vẫn không thể kết liễu được. Khởi động trận đấu khoảng 5 phút mình bắn được 4.100 sát thương rồi. Đang tấn công kẻ địch còn lại ở chiếc bộ đồ 54. Gso, anh ta từ trên đồi chạy xuống, xả mình 2 viên đạn liên tục, mất 600 máu, cay thật đấy. Được rồi. Mình không nghĩ là chiếc Gso đã quay trở lại để phòng thủ. Mình cứ nghĩ rằng anh ta ở trên đồi yểm trợ cho chiếc bộ đồ 54 cơ. Bây giờ thì mình sẽ quay lại anh em ạ. Bởi vì tại sao mình quay lại? Gso và Bro 54 hoàn toàn họ có thể sẽ làm thế gọng kìm. Một người đứng ở đây, một người đứng trên đồi thì ba đồng đội mình mà tấn công như thế này nhá, mình đảm bảo luôn này. Đấy, thấy chưa? U đét nữa này. Họ sẽ làm thế gọng kìm và tiêu diệt đồng đội mình rất là nhanh. Cho nên mình đã quay trở lại cái con đường này và cùng chiếc E75 lên cái cánh đồi. Lên cái cánh đồi bên trái anh em ơi. Như vậy mới là cái cách tối ưu nhất để chơi với kẻ địch. Đằng nào thì mình cũng chỉ còn 900 máu thôi, mình không muốn mạo hiểm đâu. À, nói đến số máu của chiếc SRVK, nó chỉ có 1850 máu thôi. So với một tăng hạng nặng toàn diện thì theo mình đây là một số máu ít nhá. Có thể là do cái tháp pháo này và cái phần thân này nó vốn là ít máu rồi, nên khi mà nó kết hợp với nhau, dung hợp với nhau thì số máu nó cũng không được tăng cao. Chiếc xe này mà lên 1900 hoặc là 1950 ấy, hiện tại là mình mang biến thể nhá, mình mang biến thể thì nó mới lên 1900. Được rồi, tấn công những kẻ địch còn lại nào. Đồng đội mình thì đang thủ khá tốt ở cánh nhà. Nhạc lên, nhạc lên. Bro 54 còn full máu luôn. Udes, anh ta đang quay trở lại để đánh lạc hướng chiếc E75 và mình sẽ không cho điều đấy xảy ra. Kết liễu luôn chiếc Udes 03 và bây giờ tấn công vị trí của chiếc Bro 54 nào. Có vẻ như chiếc Bro 54 đã nhận ra rằng mình đang đi vòng về đằng sau. Gso, bắn được không đây? Anh ta rút chạy rồi. Không được. Hây, độ chính xác của đám Thụy Điển. Bây giờ Bro 54 đang quẩy nhau với chiếc E75. Mình sẽ hỗ trợ chiếc E75 tiêu diệt chiếc Bro 54. TNH đang tấn công. Trời ơi, ông E75 ông ấy lùi chắn đạn chiếc Bro 54 ạ. Bây giờ thì mình sẽ phải tấn công vị trí của chiếc TNH. Tại sao? Bởi vì anh ta nguy hiểm hơn. Anh ta là cấp 9. Một phát đạn bắn khá tốt, tiêu diệt chiếc TNH trước khi anh ta chạy thoát xuống dưới phần đồi nào. Nhanh nào, nhanh nào. Khá tốt, trước khi anh ta rút lui, mình đã kịp thời tiêu diệt Bro 54. Được, được lắm. Bắn hỏng thùng nhiên liệu của mình rồi. Bây giờ anh ta vẫn đang cố gắng chạy thoát. Mình và chiếc E75 đang cố gắng tiêu diệt chiếc Bro 54 trước khi anh ta chạy xuống đồi. Chắc chắn luôn rồi, anh ta đang hết đạn và chạy xuống đồi để rút chạy. Không chặn được xích, mình cần phải đuổi theo anh ta ngay. Gso vừa tiêu diệt chiếc E75. Có vẻ như chiếc E75 đã mắc sai lầm cực kỳ lớn khi mà xoay ngang thân ra để chiếc Gso tiêu diệt. Chặt xích được không? Cuối cùng cũng đã chặt xích được chiếc Bro 54 nhưng thiệt hại lẩy rất kém, anh ta tiếp tục chạy thoát. Bây giờ anh ta còn 356 sát thương. Căng thật đấy. Phát đạn này mà lấy thiệt hại kém này là mình bay màu luôn. Tại sao lại như vậy? Bởi vì anh ta đã có đủ băng đạn để tiêu diệt mình rồi. Mỗi phát đạn của anh ta là 300 sát thương, mình chỉ còn đúng 600 máu thôi. Hy vọng phát đạn này có thể tiêu diệt được anh ta. May quá, 356 sát thương mà lấy thiệt hại tốt. Phát vừa rồi mà lấy thiệt hại kém thì mình xác định luôn là mình bị bay màu vì anh ta. Bởi vì thời gian nạp đạn của mình là khoảng gần 12 giây đúng không? Mình mang mỗi thông nòng và 5 anh em cùng với đồ ăn thôi, thì thời gian nạp đạn của mình là 9,5 hay là 9,6 giây gì đấy. Mình nói thật, 9,5, 9,6 giây một phát đạn 390 nó thua thiệt hơn so với M103 và chiếc Conquero rất là nhiều. Cho nên là đôi khi ấy, mình mà đối đầu với họ mình cảm thấy hơi e dè một chút. Mình chỉ đối đầu với đám tăng hạng chung thôi thì mình còn đổi thiệt hại bọn nó được. Rồi, cố lên nào, bên địch chỉ còn chiếc 263 và chiếc Gso thôi. Và chiếc Gso, anh ta đã lên đồi rồi. 448 sát thương đây anh em ạ.
390 của mình có thể lấy thiệt hại tốt để tiêu diệt anh ta không? Bằng không anh ta sẽ sử dụng 2 viên đạn tiêu diệt được mình. Mình đang dụ anh em ơi, mình đang dụ. Và cảm ơn chiếc WT đã tiêu diệt được chiếc G-Saw. Mình cũng mời hai người là WT và Tiger 2 vào trong trung đội, mỗi người được ăn được trên 3 mạng rồi. Như vậy nếu như chỉ cần cả 3 người sống sót sẽ được huy hiệu Brother in Arm. Wow. Hiện tại thì mình muốn canh cái con đường này này. Mình không biết là 263 có lên cái con đường này không, nhưng mình muốn chạy ra để canh. Cuối cùng thì anh ta đứng tận ở cánh 89 cơ, anh ta không hề chạy. Và mình sẽ thua cho anh em một chút nhá, là mình sẽ đi chiếm căn cứ cùng với chiếc Tiger 2. Đây, mình cũng đã đưa khẩu pháo của mình lên, như là giơ thanh kiếm lên rồi. Xác định luôn là sẽ chiến thắng trận đấu này. Hy vọng là chiếc 263 không còn quá nhiều máu. Mình cũng không biết là 263 còn bao nhiêu máu, bởi vì cái vòng tròn hiển thị của mình chưa quét qua anh ta nên số máu nó không hiển thị. Được rồi, cả 3 người, không, cả 4 người đang chiếm căn cứ anh em ạ. Đáng lẽ chiếc T28 còn nhiều máu như vậy phải ở căn cứ để phòng thủ. Vì sao? Bởi vì nếu 263 mà vào chiếm sớm hơn bọn mình khoảng 30 giây ấy, thì khả năng cao 3 người cũng chưa thể nào chiếm căn cứ thành công, hoặc là sẽ hòa hoặc là sẽ thua. Và mình sẽ để cho chiếc Tiger 2 cùng với chiếc WT chiếm căn cứ. Tại sao mình muốn như vậy? Mình muốn ra bảo vệ anh em ạ. Mình muốn là người chiến binh bảo vệ cái cánh cổng này, đề phòng chiếc 263 quay trở lại. Và đúng như vậy, anh ta quay trở lại. Một phát đạn nữa là mình có thể tiêu diệt được anh ta. Mình bị lộ rồi. Anh ta ở trước mặt mình. Anh ta vừa bắn trượt mình. Và yes. Yeah, got him. Phát đạn vừa rồi, nếu như mà 263 bắn mình trúng ấy, mà lấy thiệt hại ngon ấy, thì mình có thể sẽ bay màu. Bởi vì sát thương của 263 khá là lớn mà. Trận đấu này mình bắn được 4 mạng cùng với đồng đội khác. Tổng cộng đội mình ăn được 11 mạng trong trận đấu này. Khá là ngon đấy chứ. Về gara nào. Thành tích của mình sau khi bắn lại chiếc SRVK hầu hết đều trên 3.000 sát thương. Ở bản đồ Fisher Mobay mình bắn được 3.200, soi được 2K1. Tổng thiệt hại gây ra và hỗ trợ là trên 5.000. Số bạc kiếm về là hơn 100.000 bạc. Tuy nhiên trong đấy có gần 2.000 sát thương là mình bắn ngoài 300m, thành ra thì số bạc nó cũng không cao đối với một chiếc xe tăng vàng, đúng không? Tiếp theo là trận đấu Empire Border, Tundra thì mình bỏ qua, bởi vì trận đấu đấy đồng đội mình bắn hơi tệ một chút. 6.400 sát thương lấy được M, Brother in Arm, điểm đội 1.518 kinh nghiệm gốc, số bạc kiếm về gần 160.000. Cái này cũng dễ hiểu, khi mà mình bắn được 6.400 sát thương đều là cận chiến. Và mình nói thật, nếu như đây là một chiếc xe tăng cấp 8, mình bắn được 6.400 sát thương, đảm bảo luôn cái số bạc này lên tới 170 hoặc là 180.000 bạc. Tuy nhiên mình hiểu thôi, mình muốn cân bằng lại chiếc STVK này để nó không phá những con gà đẻ trứng vàng của gaming như là chiếc 703, Bisonte, Skoda T56. Nếu như mà kiếm bạc ngon hơn thì Gaming sẽ không bán được những chiếc xe tăng cấp 8 ấy nữa. Nhưng chính vì điều này, chính vì điều mà Gaming cân bằng hơi quá trên chiếc STVK này, nó thọt hơn so với một chiếc xe tăng vàng mà nhiều người chơi muốn có, nên doanh thu của nó cũng không bằng được những chiếc xe tăng cấp 8. Thành ra Gaming mở bán đi mở bán lại 2 lần liền trong năm nay. Được rồi, đó là chiếc STVK Hiệp sĩ hay Don Quixote đang đứng trên cối xoay gió. Anh em nghĩ sao về chiếc SRVK này, tăng vàng đầu tiên cấp 9 trong game? Và thực sự Warming có lấn tới những chiếc xe tăng vàng cấp 10 không? Nếu như có xe tăng vàng cấp 10 thì anh em nghĩ sao? Nó sẽ như thế nào? Kiếm bạc ra sao? Hay sức mạnh của nó đỉnh ở đâu? Thì đừng quên bình luận phía bên dưới nhé. Còn chiếc WZ14 nữa thì mình nói thật, ông này thì còn SRVK thì cũng ở mức trung bình, cũng gọi là tốt một chút nếu chúng ta biết chơi. Nhưng mình chỉ nói rằng SRVK chỉ mức trung bình thôi. Anh em không nên lãng phí tiền cho chiếc xe này. 1.2 triệu đấy anh em ạ, 1.200.000 với chiếc SRVK, một con số rất là đắt đỏ. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Nếu thấy hay và ích thì đừng quên thích video, chia sẻ và đăng kênh giúp mình nhé. Bye bye.